vợ chồng. Mẹ ba hoặc là mẹ là ba. Dễ thương quá trời. Chết chết chết. Thôi gì đâu, có đâu. Đâu. Sao đâu? Anh nói một câu ngọt ngào với em coi. Anh cũng sẽ không nói đâu, để dành mình dành cái phần đó vô vô sâu hơn cho mọi người coi. Xin chào thiên thần đến rồi, mình là Emma. Còn mình là Otis. Thiên thần đến rồi. Ủa, chỉ có một tờ thôi hả? Đúng rồi anh. Chung chung chung. Nghĩa là nhiệm vụ của chương trình đó. Để em coi. Chào mừng Otis và Emma đến với Thiên thần đến rồi. Và ngày hôm nay hai bạn sẽ hóa thân thành một cặp vợ chồng trẻ. Cặp vợ chồng trẻ. Cặp vợ chồng trẻ. Sướng sướng. Trời ơi, nghe cái gì? Nghe cái được làm vợ cặp vợ chồng trẻ. Anh đọc tiếp đi. Sướng đúng không? Không. Làm vợ chồng đuôi á. Không phải, tại vì mắc cỡ. Cỡ gì? Ngày hôm nay hai bạn sẽ hóa thân thành một cặp vợ chồng trẻ và chăm sóc cho bé yêu nhà mình. Kể từ phút này, cả hai chỉ được xưng hô vợ chồng. Vợ chồng. Mẹ ba hoặc là mẹ là ba. Dễ thương quá trời. Nếu như anh làm sai, phải nhảy một vũ điệu đang gây sốt trên TikTok. Lưu ý các vũ điệu không được trùng nhau ở mỗi lần. Chúc hai bạn may mắn và có thật nhiều trải nghiệm thú vị cùng thiên thần đến rồi. Ok. Thực ra thì cũng lúc đầu cũng hơi mắc cỡ một xíu. Mắc cỡ lắm luôn mọi người ơi. Đâu vậy, coi thử coi. Chết, chết, chết. Thôi gì đâu, biết đâu. Sao đâu? Anh nói một câu ngọt ngào với em coi. Anh cũng sẽ không nói đâu, để dành. Mình dành cái phần đó vô vô sâu hơn cho mọi người coi. Em nghĩ tí nữa tụi mình bị phạt nhiều quá. Không sao đâu, yên tâm đi. À, em là Thanh Trúc, nhân viên spa của Angel Love. Hôm nay em sẽ chỉ hướng dẫn anh chị 6 bước để chăm sóc bé bơi thủy liệu. 6 bước. Dạ, bước bơi thủy liệu đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ, bước đầu tiên của mình á là sẽ đo nhiệt độ cho bé và cân nặng cho bé. Thì ở bên đây em có cái đo nhiệt độ. Đây. Đây là đo nhiệt độ của bé. Dạ. Dạ. Xong rồi mình sẽ bấm nút đo nhiệt độ. Đây là đo nhiệt độ về cơ thể của bé. Chị chỉ em cách đo nhiệt độ em bé đâu không chị? Dạ đây ạ. Đây là cái nút bật nè. Ok, mình bật dạ, lên. Dạ, em bật lên nè. Dạ. Nó hiện lên như vậy, xong rồi mình sẽ để lên trán của bé. Dạ. Ở đâu, bất kỳ đâu trên mặt của bé cũng được. Rồi mình đo. Thì nó sẽ hiện đỏ lên. Đỏ luôn. Cái bé này một đỏ nha. Dạ, khi mà đo nhiệt độ xong rồi á thì mình sẽ bật cái máy cân nặng này để cho nó về số 0 hết rồi mình mới đặt bé lên. Khoan chị ơi. Chị qua đây đứng cho em coi, em đứng cái bên chồng em. Ui giời. Dạ, khi mà cái máy nó trở về số 0 rồi thì mình sẽ đặt bé lên và nó sẽ hiện lên cái độ cưng của bé. Lúc mà mình đặt bé là mình đặt bé nằm ngang hay? Dạ, mình đặt bé nằm như vậy nè chị. Đó, mình nếu mà bé có thể ngồi rồi á thì mình cũng có thể để cho bé ngồi, tại vì bé cũng hay quậy quở cái chân á. Đo xong rồi thì bắt đầu mình bế bé lên. Mình bế bé lên thì mình sẽ cho bé qua bên đây nằm. Thì mình sẽ qua bước thứ hai. Bước thứ hai của bên em á là em sẽ kể chuyện và tương tác với bé. Em sẽ đặt cho bé lên trên này rồi kể chuyện với bé. Rồi cái này mình có treo lên cho bé này luôn. Là khi nào mình có bé thiệt thì em sẽ treo lên để cho bé xem á, khi mà bé quấy bé chơi bé không, đồ có nhạc, có nhạc để xoay vòng vòng cho bé chơi. Và bước thứ hai của tụi em là em sẽ kể chuyện cho bé qua những cái tranh ảnh ở đây. Ở đây thì là chị kể chuyện cho bé luôn. Đúng rồi, mình chỉ cho bé biết đây là con gì. Đây là con kangaroo. Con gì rồi như thế nào thôi. Con không. Bé sẽ tập trung vô đây rất nhiều. Bước thứ ba của mình là mình sẽ massage toàn thân cho cơ thể cho bé để làm cho cơ thể bé nóng. Đầu tiên là mình sẽ cởi cái quần này của bé ra, xếp gọn thì mình để đây. Và ở đây là em có dầu massage. Thì mình sẽ mở ra cái massage rồi mình thoa lên tay của mình. Rồi mình đi nhẹ nhàng lên như thế này cho bé. Massage từ đầu gối lên cái đùi. Dạ đúng rồi, xong rồi mình massage toàn chân như vậy. Cái massage từ đầu gối lên cái đùi, sau đó mình massage toàn cái chân. Em phải nhớ đó. Em nhớ. Ủa anh cũng phải làm chứ. Xin lỗi mọi người, kiểu tụi em chưa quen với cái việc xưng hô này á. Vậy giờ chỉ cho em đi.
Để vợ chỉ cho chồng. Để vợ chỉ cho chồng. Đây, giờ này trên TikTok đang hot một cái bài kiểu này nè, bài 1, 2, 3. Ok, ok, ôi, chồng hiểu rồi, chồng hiểu rồi. Ok. Tại vì căn bản anh cũng không có năng khiếu nhảy nữa. Cho nên rằng là mọi thứ sẽ rất là khó khăn. Không sao, không sao, có em ở đây à. Ê, lộn, có vợ ở đây rồi. Bé xỉu. Rồi cho em giảm massage bé tiếp đi chị. Thì bên em có cái động tác là hai ngón tay cái vuốt lên như thế này. Tay thì mình cũng massage giống như vậy luôn. Đầu tiên là mình sẽ vuốt hai bên như thế này. Xong rồi mình đẩy như thế này. Mình massage phần mông cho bé. Ngay chỗ mông á, mình đỡ bé dậy. Đó, là mình đã massage cho bé xong. Khi mà mình massage cho bé xong rồi á, mình sẽ bế bé lên. Là bước tiếp theo của mình á, là mình sẽ dắt bé đi qua tắm. Thì mình sẽ đi qua dắt tắm bé. Thì ở đây em sẽ tắm cho anh chị xem nha. Thì mình sẽ hỏi mẹ của bé là có muốn gội đầu cho bé hay không. Nếu như mà mẹ muốn gội đầu á, thì mình sẽ cho bé gội đầu. Mình phải đỡ bé cùng một lúc hết thì mới có sức để mà cho bé được có bị cục mặt xuống dưới nước. Phải làm rất là nhẹ nhàng luôn chồng. Ừ, đúng rồi vợ. Thì mình không để lại như vậy. Ok, là mình phải để. Rồi mình cho bé qua đây. Thì mình sẽ để một cái khăn lên đây để lau cái phần đầu của bé khô. Thì mình mới có thể cho bé xuống hồ bơi được. Bây giờ máy cho chị cho em làm thử được không? Dạ. Ủa nhưng mà chị ghê ơi không? Ghê, ghê không vợ? Ghê chồng. Dạ, khi mà mình lau sạch sẽ xong rồi á, thì em sẽ cho bé bận tắm bơi. Thì đây là cái tạm chồng coi đoạn này kỹ nha, đoạn này là chắc là vợ để chồng làm á. Và trách nhiệm ghê. Thì mình sẽ kết hợp với lại phao cho bé xuống. Cái phao. Thì anh chị sẽ hỗ trợ em giữ bé. Dạ ok, đầu tiên này em sẽ giữ bé. Dạ, xong rồi. Em giữ bé ghê nha. Dạ. Đây chứ. Đây chứ. Thôi mà nay nó sống đi chồng ơi. Thôi. Thôi đùa chứ, đây vợ phải vợ chỉ cho. Chỉ cho chồng nha. Đây nó sẽ kiểu như vậy. Đầu tiên là chờ chả em bé hả? Tự nhiên tôi kẹp đầu con tôi. Không đi. Ok. Đây động tác dễ lắm chồng. Đây cái này nè. Tê 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 tê. Đó vậy thôi á. Rồi lại thua, em biết ngay thế nào mà mình cũng sẽ bị phạt mà. Không, nhưng mà tại vì với cá nhân em là em chơi TikTok rất là ác chiến. Đúng. Anh rất hay coi story của em á. Em quay một ngày 5 clip, em bớt giờ.